Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lóc Ngũ Hải. Nội dung trong video này mình sẽ cập nhật thông tin về dự án IC Network nha các bạn. Thì hiện tại dự án đã có một cái thông báo mới về cái mà trừ coi nha các bạn. Rồi đầu tiên thông báo có nội dung như sau. Đó là xin chân thành cảm ơn một phút một triệu người dùng đã vượt qua bài kiểm tra. Những nỗ lực của bạn đã đóng góp đáng kể cho cộng đồng IC. Hôm nay đánh dấu một thời điểm quan trọng khi chúng tôi bắt đầu đó là đốt 2,7 triệu người dùng không đạt được điều đó, làm giảm tổng nguồn cung mong đợi tỷ lệ chém tăng bắt đầu từ hôm nay những người không vượt qua bài kiểm tra sẽ thấy số tiền của họ và những người được giới thiệu của họ sẽ bị cắt giảm hãy chuẩn bị sẵn sàng khi chúng ta tiến gần tới đợt phân phối đó là ngày 28 tháng 2 đó là thống kê bài kiểm tra ở thời điểm hiện tại tổng số người dùng đó là 3,8 triệu người à, đã vượt qua bài kiểm tra đó là 1 triệu 150 nghìn người nhé các bạn và không vượt qua là 2 triệu 650 000 người thì tỷ lệ không vượt qua là gấp đôi cái tỷ lệ mà vượt vượt qua nha các bạn thì phía bên dưới này các bạn này phía bên dưới có rất nhiều những bình luận phản nộ về dự án nha các bạn đây à, nói về cái cơ chế mà KIC trả lời câu hỏi của dự án nè mặc dù người ta rất là chăm chỉ nhưng mà không vượt qua KIC thì người ta cũng không nhận được gì nha các bạn cho nên ở bên dưới có rất nhiều phản ứng trái chiều về dự án nha các bạn rồi hiện tại khi mà các bạn vào ứng dụng thì ở bên trên cũng đó là kêu các bạn hãy liên kết địa chỉ trước ngày 28 tháng 2 nha. Liên kết địa chỉ với Binance Smart Chain nha. Tức là địa chỉ với bên dưới này các bạn nè. Thì bạn nào chưa liên kết thì các bạn phải liên kết nha. Còn bạn nào mà liên kết mà muốn tìm cách liên kết thì mình sẽ để cái đường link nha. Mình đã hướng dẫn các bạn liên kết kỹ rồi thì các bạn xem lại video đó nha. Thì các bạn bấm vào cái menu dấu 4 chấm nè. Thì tại đây các bạn bấm vào chữ thống kê nè để mà xem cái lượng tổng công các bạn. Đây cái lượng tổng công hiện tại của nó là chỉ có 2 36 tỷ thôi nha các bạn. À, đã giảm đi rất là nhiều nè. Còn mà cái người dùng hoạt động đang hoạt động là à, 1 triệu 340.000 người nha các bạn. Đây. Thì đây các bạn có thể bấm vào tổng số đồng tiền này để mà xem nè. Hiện tại nè các bạn nè. À, từ 13 13 tỷ nha các bạn. 13 tỷ giảm xuống còn 2 mươi 36 tỷ và mình nghĩ là nó còn trừ nữa đó các bạn chứ không phải là hết đâu thì đối với một dự án mà chỉ có hai phút mấy tỷ thì con số này khá là nhỏ nha các bạn đấy à, các bạn có thể xem nha và đến ngày 28 tám là nó sẽ trả coi về cho chúng ta nha các bạn sau ngày 28 nha nếu mà các bạn liên kết đầy đủ địa chỉ thì nó sẽ trả các bạn nhớ liên kết nha và liên kết địa chỉ với này là ai cũng phải liên kết nha các bạn một à, 100 phần trăm các bạn phải liên kết nha nếu mà các bạn không liên kết thì các bạn sẽ không nhận được đồng coi của dự án nha các bạn đấy các bạn phải liên kết nha nhớ nha các bạn rồi và video liên kết mình sẽ để bên dưới phòng bình luận nha. Video chia sẻ của mình đến đây đã kết thúc và các bạn có thể nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.